bất ngờ tỷ phú Elon Musk, ông chia sẻ tin nhắn trực tiếp và ông vừa nhận được từ một kỹ sư SpaceX đang hỗ trợ tại Bắc Carolina. Trong tin nhắn, FEMA không chỉ không giúp đỡ những người gặp khó khăn mà còn tích cực ngăn cản những công dân cố gắng đưa sự giúp đỡ đến cho những hoàn cảnh khó khăn. Trong tin nhắn nói rằng, này Elon, cập nhật tại đây trên trang web của Asheville, NC. Chúng tôi đã cung cấp năng lượng cho hai căn cứ hoạt động lớn để trực thăng giao hàng đến tận tay. Chúng tôi đã triển khai hơn 300 Starlink và kết quả là nó đã cứu được nhiều sinh mạng. Vấn đề lớn là FEMA đang tích cực chặn các lô hàng và tịch thu hàng hóa và dịch vụ tại địa phương và khóa chúng lại để tuyên bố chúng là của họ. Thật sự rất thực tế và đáng sợ khi họ đã kiểm soát quá mức để ngăn cản mọi người giúp đỡ người khác. Chúng tôi hiện đang bị chặn các lô hàng Starlink mới cho đến khi chúng tôi có được sự hộ tống từ sở cứu hỏa, nhưng điều đó có thể không đủ. Are they still not there anywhere? What are you seeing from FEMA in the federal response, if any? I mean, they're present. They're in the way. They are directly interrupting our ability to conduct missions and operations. Huh. And I'm not going to disparage anybody because we are trying to work within partner relationships, both government and non-government entities within state and federal and county. I went to put a couple of people into a hotel last night. Video trực tiếp từ Tim Kennedy nói về FEMA. Họ đang trực tiếp làm gián đoạn khả năng thực hiện nhiệm vụ của chúng tôi. Tôi đã đưa một vài người vào khách sạn tối qua và họ có một nhân viên bảo vệ tại khách sạn và họ nói, ồ, chúng tôi rất tiếc toàn bộ khách sạn đã được đặt cho các nhân viên liên bang. Và tôi đã nói, không, không, tôi có những người mà tôi vừa kéo ra khỏi một ngọn núi đang sống trên đồi. Và không có chỗ nào cho tôi đưa họ vào vì chúng tôi có những nhân viên liên bang đang ở trong khách sạn hay sao? Tỷ phú Elon Musk, ông bình luận trong tình huống này chỉ một câu ngắn gọn, lãnh đạo kém cỏi phải trả giá bằng nhiều mạng sống của người dân. And they have a security guard at the hotel. They said, oh, we're so sorry. The entire hotel has been booked for federal employees. And I was like, no, I have people that were just pulled out of a mountain. That are living out in the hills, and there's not a place for me to put them because we have federal employees that are staying in the hotel. I slept in this white car last night. I smell like foot and death right now, as does every single person on our team. Not a single one of us slept. We got done maybe at 3 o'clock the moment the sun was up, and we could fly helicopters again. We were back in the air, and we have not stopped. And I was like on the fence about trying to get on this program or not. I want people to understand how incredible this organization is, Save Our Allies, and all the work that all of these volunteers are doing. But people, this is biblical level devastation. Yep. This is apocalyptic, the things that we see out there. These are towns up in the mountains that are 10, 20, 40 miles away from any other town. And people on the ground like you need helicopters from the government, and they will not release them. I have heard that time and again. And the people who are delivering aid up in the mountains are now getting requests for body bags. Mm. Tim, we got to run. You are 100% correct. Oh, you're right about that. And there was a no-fly when the president flew in today. We had to land helicopters to not go rescue people so a photo op could take place. And that's a travesty, and that's unconscionable. If people want to donate, is it saveourallies.com? That's right. And if somebody is stuck somewhere or you know somebody that's stuck, you can go to saveourallies.org. And you can click on there. Let us know. We have people going all over in the places that can't be reached. That's why we have special operations people working with partnerships to get into those areas. So go there, support that organization, and also let us know where to go. Tim Kennedy, you are a great American. Thank you. And I know all of this devastated area thanks you and Save Our Allies as well. We appreciate you being on the program and just taking a couple moments out of rescuing people to tell us a story. Thank you, Tim Kennedy. Love you much, Tim Kennedy. Thank you. Thưa quý cô chú bác và quý anh chị, sự việc vừa qua cơn bão Helene đã để lại một hậu quả vô cùng thảm khốc cho đến thời điểm bây giờ. Hiện tại là vừa điện thoại cũng không có thể liên lạc được và nhiều vị linh mục cũng như một số vị mục sư cũng đang ở giữa trận lũ lụt ở TN và NC. Nhiều vị ấy là một trong những người có mặt ở tại địa điểm bị tàn phá nặng nề nhất và đã xác minh một vài điều về tình hình thực tế ở đó. Hầu hết mọi sự giúp đỡ đều do người dân giúp đỡ lẫn nhau và chủ yếu là các tổ chức của nhà thờ thực hiện để giúp đỡ những người khác.
Nhiều trực thăng tư nhân đang vận chuyển phần lớn những hàng tiếp tế đến đó. Cảnh sát trưởng địa phương đang kêu gọi mọi người hãy thoải mái bảo vệ tài sản của mình khỏi bị những bọn cướp bằng mọi cách mà họ có thể trang bị được. Cụ thể đó là súng cá nhân của họ. Họ nói rằng ở đây hiện tại không có luật pháp, đang xảy ra một số khu vực, có nghĩa là nạn cướp bóc, trộm cắp v.v. Sự tham gia của FEMA đã làm phức tạp nghiêm trọng trong nỗ lực cứu hộ. Cảnh sát trưởng địa phương cũng đã đe dọa là sẽ bắt giữ các nhân viên FEMA nếu họ cản trở công tác cứu hộ và cứu trợ. Phản ứng trước thảm kịch này là rất lớn và rất là khó khăn. Tất cả đều là từ các cá nhân và giáo hội công giáo cũng như là tin lành ở tại địa phương. Hãy cầu nguyện cho họ. We haven't seen FEMA, we haven't seen Red Cross, we haven't seen Hearts with Hands, we've seen no agencies come through here. Most people drive through with their cameras out, filming us like we're animals in a zoo, and don't stop. Nhiều nguồn tin trên thực địa đang xác nhận rằng có một cuộc phong tỏa. Chúng ta hãy cùng nhau hành động, nếu chúng ta bị bắt thì chúng ta sẽ bị bắt. Mạng sống đang bị đe dọa, mặc xác bọn chúng, đó là nhiều người bình luận trong thông tin mà tỷ phú Elon Musk ông đã cảnh báo điều nghiêm trọng đang diễn ra ở vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai do cơn bão Helene gây ra. Và nhiều người nói rằng điều này chắc chắn không gây sốc cho ai cả, FEMA đang tích cực cản trở các nỗ lực cứu trợ. Hơn nữa, họ còn tuyên bố rằng những Starlink mà tôi đích thân giao là do họ giao. Đó là những nhân viên của tỷ phú Elon Musk đã phản hồi lại như vậy. Họ chỉ đang chạy quảng cáo cho chế độ và nói dối suốt cả chặng đường và thực hiện của họ mà thôi, hoàn toàn không thấy mặt họ đâu. Americans, I'm Colonel Douglas McGregor, CEO of Our Country, Our Choice, and I must tell you I am mad as hell. Mr. President, I urge you to direct your focus to the people of North Carolina. They deserve immediate assistance. Rescue helicopters should be dispatched, resources mobilized, and aid provided without delay. Our military, which is always ready to serve abroad, must also be ready to serve here at home. Our good countrymen and women are currently left to fend for themselves while our government takes great care of illegal immigrants, criminal gang members, foreign governments, and of course, lines the pockets of warmongers. I never thought I would see a day where our citizens are treated with almost complete contempt as we see today. To be frank, I'm furious, as we all should be. Người khác thì bình luận rằng điều này minh họa cho việc Biden, Kamala đang làm gì với người Mỹ trong phản ứng với cơn bão của họ. Đó là hành động có chủ đích và được tính toán. Bài học của con gà bị nhổ lông. Chúng ta biết rằng trong những ngày cuối cùng của cuộc thử nghiệm chủ nghĩa Mác ở Liên Xô, tiểu thuyết gia Liên Xô Akhmatov đã kể lại một câu chuyện sau đây được diễn lại như sau. Có một lần theo như lời kể, Stalin đã gọi một con gà sống và bắt đầu dùng nó để nêu ra một quan điểm khó quên trước một số tay sai của mình. Nắm chặt con gà bằng một tay, tay kia ông bắt đầu nhổ lông của nó một cách có hệ thống. Khi con gà vùng vẫy vô ích để thoát ra, ông tiếp tục lột hết lông của nó cho đến khi con gà bị lột sạch lông hoàn toàn. Bây giờ hãy xem, Stalin nói khi đặt con gà xuống sàn và bước đi với một ít vụn bánh mì trên tay. Thật không thể tin được, con gà phát điên vì sợ hãi đã tập tễnh đi về phía ông và bám vào ống quần của ông. Stalin ném một nắm ngũ cốc cho con gà và nó bắt đầu đi theo ông khắp phòng. Ông quay sang những người đồng nghiệp đang sửng sốt và nói khẽ, đây là cách cai trị nhân dân. Các người có thấy con gà đó đi theo tôi để kiếm thức ăn không? Mặc dù tôi đã gây ra cho nó nhiều cực hình như vậy, con người giống như con gà đó. Nếu bạn gây ra nỗi đau quá mức cho chúng, chúng sẽ đi theo bạn để kiếm ăn trong suốt quãng đời còn lại của chúng. You wrote an essay a couple years ago, which I found, and that's why I called you and asked if you'd come on the show. But you, one of your key points is, and you're the constitutional scholar, not me, but I think you were saying the filibuster is important because it does protect the rights of the minority. Thưa quý cô chú bác và quý anh chị, sự việc vừa qua cơn bão Helene đã để lại một hậu quả vô cùng thảm khốc cho đến thời điểm bây giờ.
Hiện tại là vừa điện thoại cũng không có thể liên lạc được và nhiều vị linh mục cũng như một số vị mục sư cũng đang ở giữa trận lũ lụt ở TN và NC. Nhiều vị ấy là một trong những người có mặt ở tại địa điểm bị tàn phá nặng nề nhất và đã xác minh một vài điều về tình hình thực tế ở đó. Hầu hết mọi sự giúp đỡ đều do người dân giúp đỡ lẫn nhau và chủ yếu là các tổ chức của nhà thờ thực hiện để giúp đỡ những người khác. Nhiều trực thăng tư nhân đang vận chuyển phần lớn những hàng tiếp tế đến đó. Cảnh sát trưởng địa phương đang kêu gọi mọi người hãy thoải mái bảo vệ tài sản của mình khỏi bị những bọn cướp bằng mọi cách mà họ có thể trang bị được. Cụ thể đó là súng cá nhân của họ. Họ nói rằng ở đây hiện tại không có luật pháp đang xảy ra một số khu vực, có nghĩa là nạn cướp bóc, trộm cắp v.v. Sự tham gia của FEMA đã làm phức tạp nghiêm trọng trong nỗ lực cứu hộ. Cảnh sát trưởng địa phương cũng đã đe dọa là sẽ bắt giữ các nhân viên FEMA nếu họ cản trở công tác cứu hộ và cứu trợ. Phản ứng trước thảm kịch này là rất lớn và rất là khó khăn. Tất cả đều là từ các cá nhân và giáo hội công giáo cũng như là tin lành ở tại địa phương. Hãy cầu nguyện cho họ. Nhiều nguồn tin trên thực địa đang xác nhận rằng có một cuộc phong tỏa. Chúng ta hãy cùng nhau hành động. Nếu chúng ta bị bắt thì chúng ta sẽ bị bắt. Mạng sống đang bị đe dọa. Mặc xác bọn chúng, đó là nhiều người bình luận trong thông tin mà tỷ phú Elon Musk ông đã cảnh báo điều nghiêm trọng đang diễn ra ở vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai do cơn bão Helene gây ra. Và nhiều người nói rằng điều này chắc chắn không gây sốc cho ai cả. FEMA đang tích cực cản trở các nỗ lực cứu trợ. Hơn nữa, họ còn tuyên bố rằng những Starlink mà tôi đích thân giao là do họ giao. Đó là những nhân viên của tỷ phú Elon Musk đã phản hồi lại như vậy. Họ chỉ đang chạy quảng cáo cho chế độ và nói dối suốt cả chặng đường và thực hiện của họ mà thôi, hoàn toàn không thấy mặt họ đâu. We're certainly grateful for our allies around the world, but we must ask ourselves, where is the priority for our own citizens? We have citizens contemplating suicide today in North Carolina. Citizens without hope. Citizens who despair. Countless hardworking families are without food, water, electricity, or connectivity, facing unimaginable challenges. It is unacceptable that while we allocate vast sums to foreign conflicts, our own people suffer in silence. Washington has no idea how upset the average American citizen is with the endless drain of cash and resources into foreign wars while our own citizens are suffering. Fort Bragg, now renamed Fort Liberty, is only 300 miles from Asheville, North Carolina, where thousands of Americans are coping with the washed out roads and bridges, power outages, and the desperate need for clean water. Yet, as of this moment, no Army helicopters have been sent to rescue Americans, presumably because these aircraft are needed in the Middle East and Eastern Europe. At the same time, Mayorkas's Department of Homeland Security still had the funds to move 5% of Haiti's population all over the United States. The Department of Homeland Security now reports that its funds are too exhausted and unavailable to assist Americans in the path of Hurricane Helene. Too many Americans have been left behind by a negligent federal government for too long. On the one hand, there are unlimited funds for a Ukrainian government that has lost a war, and apparently limitless funds for Israel's new war. On the other hand, the Biden-Harris administration took more than $1 billion tax dollars originally allocated for American disaster relief and used it to provide services for illegal immigrants. Người khác thì bình luận rằng điều này minh họa cho việc Biden, Kamala đang làm gì với người Mỹ trong phản ứng với cơn bão của họ. Đó là hành động có chủ đích và được tính toán. Bài học của con gà bị nhổ lông. Chúng ta biết rằng trong những ngày cuối cùng của cuộc thử nghiệm chủ nghĩa Marx ở Liên Xô, tiểu thuyết gia Liên Xô Akhmatov đã kể lại một câu chuyện sau đây được diễn lại như sau. Có một lần theo như lời kể, Stalin đã gọi một con gà sống và bắt đầu dùng nó để nêu ra một quan điểm khó quên trước một số tay sai của mình.
nắm chặt con gà bằng một tay. Tay kia ông bắt đầu nhổ lông của nó một cách có hệ thống. Khi con gà vùng vẫy vô ích để thoát ra, ông tiếp tục lột hết lông của nó cho đến khi con gà bị lột sạch lông hoàn toàn. Bây giờ hãy xem, Stalin nói khi đặt con gà xuống sàn và bước đi với một ít vụn bánh mì trên tay. Thật không thể tin được, con gà phát điên vì sợ hãi đã tập tễnh đi về phía ông và bám vào ống quần của ông. Stalin ném một nắm ngũ cốc cho con gà và nó bắt đầu đi theo ông khắp phòng. Ông quay sang những người đồng nghiệp đang sửng sốt và nói khẽ, đây là cách cai trị nhân dân. Các người có thấy con gà đó đi theo tôi để kiếm thức ăn không? Mặc dù tôi đã gây ra cho nó nhiều cực hình như vậy, con người giống như con gà đó. Nếu bạn gây ra nỗi đau quá mức cho chúng, chúng sẽ đi theo bạn để kiếm ăn trong suốt quãng đời còn lại của chúng. Today, families struggling with horrific damage resulting from Hurricane Helene must cope with only $750 in support from Washington. It's time for us to critically assess the narratives we encounter. Are we truly being served by our government, or are we being misled into believing that our greatest threats lie beyond our borders? I urge each of you to engage in thoughtful discourse, to question what you hear, and to seek the truth rooted in our shared values. Imagine a different future where we redirect our efforts towards solving the pressing problems right here at home. A future where our resources are allocated to rebuilding our communities, providing better health care, and addressing the root causes of addiction. Let's ensure that our government is not just reactive, but proactive in helping its citizens in need. It is time to strengthen our commitment, first and foremost, to the American people. No more delays, no more excuses. It's bad enough that 76% of individual income taxes go to pay the interest on our sovereign national debt. If our government has one job, it's to provide for the security and well-being of the American people. Instead, they siphon our taxes and they funnel to anyone and everyone but us. Americans, our country is on autopilot when it desperately needs leadership. Imagine for a moment wealthy parents who give their spoiled children keys to an expensive sports car. The children keep crashing the car and still get a new one after each accident. This may not be the best analogy, but it seems clear that the taxpayers are the parents and Washington is populated with spoiled children. It's time to stop replacing the sports car and instead replace the children in Washington. Thank you for listening. God bless you and these United States. Tỷ phú Elon Musk, ông chia sẻ, ông nói rằng sau đây là lời giải thích chi tiết về cách đảng Dân Chủ đang biến tất cả các tiểu bang dao động và do đó là toàn bộ đất nước thành một nhà nước độc đảng vĩnh viễn. Nó đang diễn ra ngay trước mắt chúng ta. Kèm vào đó, ông chia sẻ về thông tin nói rằng họ không chỉ cam kết bãi bỏ thủ tục cản trở và thông qua luật biến người nhập cư bất hợp pháp thành công dân có quyền bỏ phiếu, mà họ còn đang đưa họ vào con đường nhanh chóng để trở thành công dân. Bởi đảng Dân Chủ đang cố tình đưa cử tri đến các tiểu bang dao động và nhanh chóng cấp quyền công dân cho họ. Câu hỏi duy nhất là khi nào, không phải là liệu có hay là không, có đủ số người di cư bỏ phiếu để lật ngược tình thế ở tất cả các tiểu bang dao động, đưa toàn bộ đất nước vào chế độ độc đảng vĩnh viễn. Giống như những gì đã xảy ra với tiểu bang Cali sau lệnh ân xá năm 1986 và thực sự là thông minh một cách quỷ quyệt như thế, đó là lý do tại sao tôi vẫn nói rằng trừ khi Tổng thống Trump đắc cử và đảo ngược trò lừa đảo này, năm 2024 sẽ là một cuộc bầu cử cuối cùng ở Mỹ. Cho lừa đảo nhập cư cử tri của bộ máy dân chủ mới là một mối đe dọa thực sự đối với nền dân chủ, không phải là Tổng thống ứng cử Donald Trump. And that's a very important principle, which if these Democrats had any brains in their head, they would understand that it would protect them at some point, just as it might protect Republicans. It's actually not even a partisan point of view. That's right. It isn't a partisan point of view. Traditionally, it hasn't been.
it scares me that it is now, because there was always this understanding that if either side nuked the filibuster, it would be bad for the Senate, bad for the institution, be bad for the minority party. But that's one of the reasons why I insist that when they talk about these things, what they're really saying is, we have every hope and expectation we won't need to worry about being in the minority again. We're going to change the laws so that the laws help us maintain a solid grip on the American political order. And so that's really what they're after, and that's what that means. Now, thank heavens we've had two Democrats in Joe Manchin and Kyrsten Sinema who have kept it bay and who kept it bay for the first 2 years of this administration while the Democrats held majorities in both the House and the Senate. They helped keep the nuke the filibuster cause at bay. But those two senators are retiring. And if they have the chance, they will do it in the next Congress. We can't let that happen. Kính thưa quý vị, một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe, cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh, để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh. Xin trân trọng.